Chào mọi người nha. Hi Chính. Hello. Chính đang làm món gì vậy? Mình đang làm pha bột để làm bánh còng bánh cam nhé mọi người. Wow. Bánh còng bánh cam kiểu miền Nam, không biết miền Bắc, miền Nam, nhưng mà thấy đa số người miền Nam có bánh này. Và để mình share cái công thức, ok, cũng ăn cắp của mọi người thôi, với lại mọi người san sẻ cho nhau để biết thôi, chứ là mình dùng một gói bột nếp, 3 muỗng canh bột gạo, nửa muỗng muối, nửa muỗng cà phê muối nha, xong rồi khoảng nửa chén đường cát á. Đâu qua đây con. Lúc mà làm cái này thì có một cái mẹo là dùng một miếng khoai, một miếng ít, một khoảng một một muỗng nhỏ, một muỗng này nè, bột ấy, khoai lang á, để cho cái khoai lang thì nó làm cho cái bột nó dẻo, nhưng mà nó sẽ không có bị nổ bị bắn dầu đúng rồi, dùng từ nổ nghe sợ quá, hồi tại vì hồi mình chiên á nên mình cũng sợ. Ok, nhưng mà what are you doing? Just getting a bowl so I can just get half of it inside and just eat. Okay. Yeah, thì bây giờ cái này là cái nồi. Cái nồi từ từ này chưa đủ nước, nhưng mà tại vì nó nóng á nên mình phải từ từ. Ok. Dạ, yeah, cái mình cứ nhồi vô. Mình làm bánh cam và bánh còng. Bánh cam thì cái nhân nó có đậu, bên đó đang nấu đậu. Nấu đậu xanh. Đang nấu đậu xanh. Rồi mình đây thì quay bên cái nồi nấu đậu xanh đi. Đây. Bây giờ mình cho các bạn coi đang nấu đậu xanh nè. Đó. Chút nữa sôi. Lúc mình nhồi như vậy á thì chút nữa nhồi, mà nếu mà nó ổn rồi thì bắt đầu mình cho qua cái khâu là ủ bột. Mình ủ thường thường thì ủ khoảng nửa tiếng, tiếng đồng hồ thôi nha, cho nó nở bột lên. Nãy ô ra với một bịch bột, một bịch bột nở nữa nha mọi người. Bột nở nha, bịch nha, thế để hai bịch. Một muỗng rưỡi, đúng rồi, một muỗng rưỡi thì chắc là một bịch thôi. Hai bịch cũng nhiều không nhiêu. Bột nở càng nhiều càng bị gì không? Nó không có sao hả? Nó mỏng thôi chứ nó không có bị dạng dễ. Vậy muốn mở thêm bịch nữa không? Thì cái nãy học đo là một... Quá trình nhồi bột, cái nồi dùng sức bột. Bột nó vậy nè, có cái khoai á mọi người, có cái khoai màu tím á, ở đây mình không có cái khoai mà, bữa nay không có khoai màu vàng thì mình đúng rồi đó, mình có miếng tím tím nè, rất là ít nha, một ít thôi, tí tỷ thôi nha mọi người. Và cái tay mình nó mỏi luôn á, bởi vì lên cơ luôn. Khoai nó phải dẻo phải mình đó, nó vậy á. Rồi bây giờ nắng cục, bây cục, giờ cục. Nắng tròn. Xong một hồi giờ bỏ vô, bỏ nhà nắng bột, bỏ vô để chiên. À, mày nhắm được mấy chục cái vậy? Này hả? Chắc 30 không? Không, 20. Chắc có thể 20. Thăm mấy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, chắc hai mấy cục. Hai mấy cái. Phải làm có nửa bịch nè, làm có nửa bịch đậu xanh thôi. Làm thử trước. Thử, mới mốt ngon làm tiếp. Mới làm lần đầu tiên. Đây, bột ủ nãy giờ cũng nửa tiếng rồi đó. Hơn rồi đó. Chắc cái kia đậu xong
nhắc cái nhân xong là đem chiên. Ok. Cho chương trình, bây giờ tới chương trình mình nắn bánh. Là bánh còng. Bánh còng người ta cũng có gọi là bánh vòng. Tại vì nó giống cái vòng nè. Ủa, nằm bên nhà mình có. Mà ăn dầu này phải không? Ừ. Nó phải dầu bình bự nữa hả? Không, anh Phong bữa hổm anh không có mua. Nó cứ như vậy đó. Bây giờ bữa hai có bánh còng. Nhiều ơi, bây giờ dầu nè. Nhiều. Nửa nồi. Giờ nắng tắt kem. Cỡ cỡ. Đi ra nha, chỗ này chỗ làm công chuyện nha. Đúng rồi. Ô Ngọc ơi, biết gì không? Bây giờ thắng nước đường. Sao không, bậy bậy. Dễ hả? À. Rồi. Rồi, vậy thôi, vậy thôi. Đúng rồi, không nên đi chén. Bây giờ mình làm bánh cam nhé mọi người. Nên lâu chưa? Đó rồi, đây bánh cam thì người ta dặn nó làm càng mỏng càng tốt. Mà như cái này hơi dày rồi. Chắc hết mình giàu á. Không có được khéo lắm nhưng mà cũng ok. Lần đầu làm, lần đầu tiên làm bài đặt like. Em bài đặt like. Mình làm gì mình ăn nấy mà. Thì không mình. Ờ dạ mọi người mà muốn yêu cầu món này hay với lại là nếu mà làm mà thấy mà không có đúng theo á thì tại vì thật cũng thông cảm. Tại cái này là mình lần đầu tiên làm. Cũng học lớn rồi, học lớn của bà dì, của mấy chị bạn, rồi YouTube, rồi Google, chị Google với chị Siri dạy mình cũng nhiều lắm. Nên mình trước nhất mình cảm ơn mama dì và mấy chị và mấy bạn. Đó. Càng mỏng càng ướt không? Càng mỏng càng ướt để ăn cái da ở ngoài nó giòn, ở trong thì nó mềm. Mà đút nước đường mới là quan trọng, nước đường thì để cho nó... Mà đa số thấy mọi người cũng than là nước đường khó làm. Đúng không? Nên là hồi thì cũng cảm gì coi thử cái nước đường như thế nào. Phải biết bữa nay là đem cái hũ đường thốt nốt. Có mà. Đường thốt nốt. Có, đây có luôn, chị bé đem về luôn, đừng lo. Cái dày á, Việt Nam á hả? Cái dày mình nữa đó. Nè. Sáng bớt. Dày. Nhớ để ý nha, cái viên này viên của chị nha chị. Không, một hồi phải dẹp nó xuống hai bên nè. Để khi nào bỏ vô mới đè xuống. Nè, lỡ nó không có cứng, còn cái này có thể nó cứng. Thấy không? Thì đó, cái này chắc cứng. Cái này ăn liền. Thì đó. Không sợ hư, tại vì nhà mình đập dân. Không sợ cứng, bứt liền luôn. 15 phút. Dẹp không? Bây giờ chuẩn bị. Để cho nó dẹp lại từ. Chuẩn bị bao bánh vô. Đừng quá hả? Vô chiên nè. Giống như là cho nó còn tròn đẹp nhưng mà nó. Bây giờ dầu sôi rồi đó. Tại nó cho nó. Nguyên bánh là khô á. Sao? Nguyên bánh là sao? Kỳ lắm, vậy hả? Bị lòng. Lửa nhỏ phải không ta? Lửa giữa á, lửa medium á. Đừng nhỏ quá mà đừng to quá thôi. Medium xuống. Rồi. Làm đầu tiên vậy rút kinh nghiệm thôi. Rút kinh nghiệm lần sau cũng ok sao? Đó. Đó. Vàng ươm. Từ từ mình rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Vậy coi như cũng thành công rồi đó. Cái này sao? Cái này chín chưa ta? Đây là khẩu chiên của mình nè mọi người.
cánh còng nó bắt đầu nó từ từ nó có trở màu chút. Đó, thấy không? Bắt đầu nó trở màu nên mình phải đảo nó. Nói chung là cứ một bên là cho khoảng 2 phút vậy đó cái trảo. Tại vì kinh nghiệm chưa có đó nên mình cũng hơi cực. Còn nếu mà mình làm mà mình có kinh nghiệm rồi thì mình đỡ cực hơn. Mình sẽ biết là cái bánh nó sẽ bao lâu nó chín. Mấy cái này nè, so cute. Cái bột của mình nó hơi tím, nó hơi vàng, có nghĩa có là tại mè không? Có. Mè mình có cần rang không? Đúng rồi, có rang lên. Thấy không mấy cái bánh nè, lúc mà nó chín chín á, bắt đầu là mình trở nó dễ. Giờ mình làm thì mình ép xuống cho nó thiên. Ui giời ơi, chết. Thấy không? Không có kinh nghiệm á, không có kinh nghiệm là nó cứ như vậy. Có nhiều trò lắm. Mình ép xuống cho nó dẹp xuống đi. Ôi Ngọc ơi, ra rồi. Coi được chưa? Được không? Được rồi. Bánh cam mà nhiều đó đi. Yum. Oh, chết rồi. Úm bà lại. Con mẹ hồi để rưa đẩy lên á, cái bánh á. Cái bánh giòn thơm, giòn thơm. Ngon ghê á. Nó thơm. Rang sơ sơ thôi hả? Hay là rang cho nó có mà nó. Ở đây mình lấy cho. Cần lấy nước đường này thêm không? Không. Ôi trời. Jesus. Quên. Quay luôn. Đường nó bắt đầu sơn sáo sánh rồi nè. Đó. Dạng. Bỏ mè vô. Nhiều quá mè. Nhiều mè. Để dành làm rồi còn làm nữa mà cậu hả? Nó nghe nè, đường ginh cái đó qua đây, xong rồi cái này để bên đó, để ngược đường. Thấy không? Làm cái bánh nó ho ấy. Bánh nè, giống như nước đường. Không, cái đầu lưỡi. Cái màu đó đẹp ha. Đẹp. Chỉ có cái là không biết chiếc bánh ra sao thôi chứ nó rất là đẹp. Bánh cong. Đó, lần đầu tiên làm nha mọi người. Nó ra chỉ vậy là đúng rồi đó. Chúng ta không biết là nó sẽ như thế nào thôi nha mọi người. Có ngon hơn chứ sao, như thế nào. Thấy không, nó chỉ nè. Người ta nói chỉ như vậy á là đúng. Chỉ vậy là đúng luôn á. Chắc cũng chưa được mà tại vì... Quá mệt. Mọi người ơi, tôi thấy cái bánh nhỏ thôi, không được. Bây giờ bánh cong của mình đã thành phẩm, nhưng mà không biết ăn nó sẽ ra sao thôi. Đây nè, gia đình mình mới làm nè, coi nè. Gia đình ăn nên không sao không biết, mọi người cho ý kiến chứ không biết làm sao. Ý kiến rồi, cho hai cái tâm sữa răng. Cho hai tâm sữa răng hai lần. Ăn xong rồi một tuần sau. Có thể là nó nguội nó xuống lên. Có không? Mà đúng rồi, không phải đợi ngồi chứ. Không, mà nhìn cái miệng em thì đoán chắc ngon. Chắc ngon á chị, cũng ok, em thấy được. Bánh cũng giòn,
bề trong đó, mà cái bột bánh cũng ngon nữa. Mè ngon nhưng mà thầy thấy ngon chứ trời. Trời đã tật rồi phải không? Đã tật kìa, chắc mấy năm sau rồi tới mới làm được. Trời ơi. Nghe nói 10 năm có 1 lần corona đó. Đó, đó, đó. Vậy mấy người đi làm FBD đi, đợi 10 năm sau đi nghỉ làm đó. Nghỉ mấy tháng luôn. Cho nó đều. Thực ra vô làm